xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn xem chương trình nha. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Hôm nay thì ngay cái cầu ké Tisu thấy mọi người đang vô cá nè. Đó, rồi bỏ lưới xuống dưới nước để rửa lại, và đằng xa kia là những cái thúng cá đang bắt đầu đi vô. Rồi những cái người mà người ta đi chợ á, người ta mua để về người ta đi chợ người ta bán, đang mọi người đang đứng ở đây rất là đông nè. Tisu sẽ lại đây để quay chia sẻ cùng cô chú anh chị các bạn. Đây là đi rồi đó, xếp lưới lại để bữa sau đi tiếp, để mình lên đây mình coi có cá gì không. Tisu thích quay chỗ này lắm, nhưng mà chỗ này thì lâu lâu mới được quay. Đó, ăn ổ bánh mì. Hôm nay đi được nhiều cá không chú? Hả? Vô bán hết rồi hả chú? Bán lên trên kia. Bây giờ Tisu đi lên đây nha. Cảm ơn chú. Đi lên đây để xem mọi người mua cá nè. Nên mình đi nó hơi trễ chút hay sao á, thì mọi người mua xong hết rồi. Tisu đi lên trên này. Tôi quay có cá, cái đồ giờ cá nó đi hết rồi. Dạ. thường là 8 giờ hả cô? Giờ 8 rưỡi rồi, quay muốn hết cá rồi. Dạ. Hay cả nhà. Đây là giá cá này cả nhà mình. Ăn chưa cô chú anh chị các bạn, cá tươi á. Cá này là cá lưới lên là ra chợ Phú Thủy nè. Chợ Thanh Hải. Chợ Thanh Hải hả? À mấy cô đây bán chợ Thanh Hải. Mày coi được chỗ ta, về ta coi tên mình đấy mà. Dạ. Đây là mấy chị đang. Ngon quá tốt luôn á. Tốt rồi cô, cái này khoảng mấy ký cô? Này ít ba thôi. Ít à. Qua đây mình coi theo cô. 4.32 hả? Ai cả nhà mình, đây là cá. Cá bạc má nè, cá lưới tươi ngon lắm cả nhà mình. Còn cá này là cá này mình sẽ ướp cá muối, ướp sả ớt muối sư. Có lấy cái này không? Hả? À. Cái đục thì cô mới nói con ơi. Tưởng là cái lần tiên nhiều rồi, cái lục cái được rồi, bán giá cho con được rồi. Thêm 20 nữa đi. Dạ rồi, cũng được. Bên này cá mối ngon, ai mà mua cái này tươi đóng ngon. Cái này cũng tươi nè. Không, để đó em. Không tìm đi. Cái đục rồi lấy con 340 rồi, thêm con 20 rồi bỏ hết con. Mình ra mình mua là cũng mua được như gì, mua từ mấy chị nè, cô chú anh chị các bạn mua đem về ăn, để ăn tuần hoặc mỗi ngày làm xiên thì ra ăn. Ngon lắm, cá ngon cả nhà. Ở đây toàn là cá tươi không mà. Cá này mới đi 3 giờ mới sáng. Mới đi 3 giờ sáng lên nè. Rồi đánh xong rồi ba chạy về luôn chứ không có thuốc thang gì đâu, ăn cá này là khỏi sợ. Ừ. Quá trời ngon. Rồi yên tâm. Cái này luôn bán rẻ cho này. Mua luôn cái này nè. Không gì có hai mẹ con ăn à, để các sùng. À vậy ha. Ra cái này không? Không có cái gì con muối. Mình muốn mà ông muốn đây. Nó mua gì chưa? Đúng rồi, cái này. Cái này cá tươi nè, mua cái này cũng ngon nè, về ướp muối sư. Này cá ướp giấy hả? Dạ, sách mọi người, sách giỏ lên vậy cái cô chú anh chị các bạn. Này nó bằng giá hôm nay thôi, tính là 70. Cái này bớt đi, cái này không ngon bằng giống bên này đâu. Đi mất tiêu rồi. Ở đây mấy chị mua. Này 5-4 ký rưỡi nè. Trừ nửa giỏ, nửa ký giỏ này 5-4 ký rưỡi nè. Cái này con nè.
Ở đây ha cô chú anh chị các bạn ha, bên này là giỏ cá khác. Này cá lăng tiêu rồi cá chỉ. Này là giỏ cá nó khác. Đây là cá ba trầu nhỏ nhỏ này cô chú anh chị các bạn. Hả? Cá ba trầu. Nãy con dê thủy nó giảm 17 nó. Cái này 2 ký rưỡi này là 120. Cái này mấy ký em chưa biết không? Đây cá lăng tiêu đây cả nhà mình. Cá được được 100 mấy 200 ngàn rồi. Cá lăng tiêu, cá mó, cá giấy. Thì đứng ngay cái góc cầu ké này cả nhà mình, 8 giờ là đến đây là sẽ có nhiều cá để cho mình mua. Mua giống như chị kia mua hồi nãy vậy đó. Ở đây là những cái người ta đi cá lên, người ta ngồi ăn sáng nè. Còn đây là những cái chị đi chợ, chỉ ra chợ mua về chợ hoặc là về gia đình mình ăn. Đem về ra chợ bán hả chú? Ra chợ bán hả? Ôi đem về ăn luôn hả? Đó là xong cái giờ này mọi người ai cũng mua được thứ rồi là mọi người bắt đầu ra chợ bán. Đi chợ Thanh Hải với lại chợ Phú Thủy. Có nhiều chị ở đây thì đi chợ Phú, ra chợ Phú Thủy bán, có nhiều chị thì qua chợ Thanh Hải. Thì có lên cái mọi người giỏ vậy là đi bán đó cô chú anh chị các bạn. Bữa chiều tối thì mình ra đây có hai cái chợ nhỏ nhỏ họ bán rau chiều tối thôi, còn ban ngày thì bán ở bên chợ Thanh Hải. Cái này bán cá thôi. Dạ. Lúc trước là ở đây là cái chợ nè, ha. Ngày xưa ở ngay góc này xuống là cái chợ nè, bây giờ thì không. Đó, rồi mọi người giải tán hết rồi. Một góc nhộn nhịp của ngay cầu ké à. Ở bên này là những cái cá khác đó. Cá mối này, con này con cá gì hả vậy? Cá gì vậy? Cá nó người ta vì người ta làm chả. À làm chả hả? Làm chả mà không biết tên là gì. Nó tò hỏ. Tò hỏ. Có 1-2 con à. Cá ba trầu nhỏ, cá này là nhỏ thôi, không có to. Mình về mình giả mắm me, chiên giòn lên giả mắm me ngon. À, cả nhà mình cá ba trầu nhỏ nhỏ mà tươi cứng nha. Cá lăng tiêu, cá là có. Cái giỏ cá huyền thoại luôn á. Loại cá. Dạ, nhiều loại. Ủa này mình mua về mình ăn hay mình phân để mình bán vậy cô? Mình ăn chứ. À, này là mua rồi á hay là ghe nhà mình? Ghe nhà. Dạ, ghe nhà rồi lên ăn luôn ha. Thì nhỏ thôi nhưng mà làm thì ăn cũng ngon lắm cả nhà mình. Dạ, chiên thơm thịt chiên giòn lên. Về nấu canh cà cũng được. Còn bên này là cá mối với cá đục. Nè, cá đục nè cho cô chú anh chị các bạn coi nè. Cá đục tươi ngon không? Nè. Cá bơi dưới biển giờ cá đứng ở trên đường nè. Giỡn thôi nha cả nhà mình, vui với cả nhà mình chơi. Đó, này phân chia xong rồi về. Phân chia rồi về. Chào mỗi nhà ít hả cô? Ừ. Đó, chào mỗi nhà ít, này là cá nhà. Xin phép quay cô nha. Cô vô Tisu Chu Du coi mình trên màn hình ảnh lớn nha. có một con văn ra kìa cô. Bỏ hả? Bỏ vô. Hả?
ngon á, cái thịt giỏ đó ngon. Khoan có giỏ đó thì chị đi bán rồi cá xung quanh mua luôn, tươi ngon rồi rói đó. Rồi thì thưa cô chú anh chị các bạn, cái video clip này thì Su xin phép dừng ở đây nha. Hôm nay đi ra trễ một chút, tới 8:30 lận nên là không có quay được nhiều cá, quay cảnh xung quanh nhiều hơn. Thì kính chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những cái chương trình lần sau. Cảm ơn mọi người đã luôn đăng ký kênh, theo dõi và ủng hộ Thi Su. Xin chào và hẹn gặp lại.